Xin chào các bác nha. Hôm nay tôi có trình bày bày tỏ lên là nguyên liệu sắt nhá. Đây, khẩu này là bày tỏ đây. Đây là có nhiều góc nè. Các bác đừng bàn làm việc khó nhá, đi làm vừa vừa để bàn làm việc khó nha.